Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới quý vị một căn nhà diện tích 52,2m² trên sổ đỏ, hướng nhà là hướng Tây Bắc, ngõ trước nhà 3,5m, đường ô tô kia là ô tô. Với cái ngõ này là ngõ thông, đi lại giao thông rất là thuận tiện. Với cái vị trí thì cụ thể của nó là thuộc Đại Thành Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Mang tiếng Đại Thành Quốc Oai nghe thì nó xa thôi mọi người ạ, nhưng nó rất là gần với khu đô thị Đô Nghĩa này, gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa này, gần với lại Đông La Hoài Đức này. Nói chung là với cái vị trí Quốc Oai này ấy, thì nó ngay đầu Quốc Oai, nó giáp với lại Yên Nghĩa, giáp với lại Hoài Đức. Từ vị trí căn nhà này gần với trường Đại học Phenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông, gần với trung tâm thương mại Eomon Hà Đông trong phạm vi bán kính 5km quay đầu. Quý vị nào đang đi làm ở Hà Đông, đang đi làm ở Quốc Oai, đang đi làm ở Hoài Đức thì căn nhà này đáp ứng đúng tiêu chí cho quý vị. Hoặc quý vị nào đang có con em mình đang đi học ở trường Đại học Phenica thì nó cũng rất là hợp lý. Hoặc là nếu như quý vị lấy bến xe Nghĩa làm gốc thì từ vị trí căn nhà này ra từ bến xe Nghĩa cũng chỉ khoảng tầm 5km thôi. Với căn nhà thiết kế là 3 tầng vừa mới hoàn thiện xong hết, theo như hiện trạng có thể dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn. Với cái phần thiết kế, mặt tiền của ngôi nhà 4m86, cho nên ở đây quý vị có thể nhìn thực tế phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế hẳn hai cửa. Bên ngoài đầu tiên là cửa cuốn, bên đây là một cửa hông. Đây quý vị nhá, Ngọc Ánh sẽ review cụ thể cho quý vị là tại vì sao chủ nhà lại thiết kế như thế này. Thiết kế như thế này để tránh việc nếu như mà mất điện, mà nhà nào chưa có lắp cái lưu điện của cửa cuốn thì cái cửa này quý vị có thể dắt xe dắt cộ và thoải mái đó, và nó gọi là một cái cửa ngách cũng rất chi là thoáng nha mọi người. Với diện tích 52,2m² thì ngôi nhà này thiết kế ra sao, mời mọi người theo em vào cụ thể căn nhà. Đường ngõ Ngọc Ánh đã giới thiệu, vị trí Ngọc Ánh đã giới thiệu, đường hướng đã giới thiệu rồi, thì bây giờ tập trung vào căn nhà nha mọi người. Với cái căn nhà này thì tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp và một phòng vệ sinh, thì đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, dọn về ở ngay, hồ sơ điện, hồ sơ nước, riêng biệt từng căn. Như căn nhà này, ô tô lùi vào tận cửa cho quý vị. Thực tế luôn, ô tô lùi vào tận cửa nha mọi người. Giao thông đi lại Ngọc Ánh đã chia sẻ rất là cụ thể rồi. Nếu như quý vị nào mà còn thắc mắc thì cứ liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn tận tâm, nhiệt tình, hỗ trợ quý khách hàng mua được những căn nhà, chọn lựa được những căn nhà ưng ý nhất. Giá bán hiện tại của căn nhà này chào tới quý khách hàng là 2.370.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế, có trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu nhé. Mời mọi người theo em tiếp theo vào phần phòng bếp của ngôi nhà. Phòng khách khá là rộng rồi thì đây là phần phòng bếp. Đây mọi người ơi, rộng thênh thang luôn. Với cái diện tích 52m2 và cái phân khúc giá tiền như thế này thì Ngọc Ánh xin chia sẻ với mọi người quá là hợp lý hiện tại trong bảng hàng của em nha. Và hôm nay cũng trong video này xin trân trọng giới thiệu tới mọi người là bên Ngọc Ánh mới bung ra một cái bảng hàng cực kỳ là mới với cái giá bán một căn nhà 3 tầng thấp nhất tính đến thời điểm hiện tại là 1.280.000.000 đồng. Mọi người không có nghe nhầm đâu. Mọi người muốn tìm hiểu thì cứ alo ngay cho Ngọc Ánh nhá. Quý vị có thể đầu tư, có thể ở rất là hợp lý. Tiếp theo vào cái phần căn nhà cụ thể này thì đây là cái không gian phòng bếp siêu siêu rộng. Quý vị ở đây thiết kế bộ bàn ăn này, rồi là nói chung là rất là hợp lý để hẳn một cái tủ lạnh side by side ở đây. Đó, cái tủ này thì thiết kế là tủ gỗ, mặt bếp thì ốp đá granite và xung quanh bếp thì là ốp gạch. Đây, hồ sơ điện, hồ sơ nước, nước sạch thì ở đây là lắp đồng hồ điện nước hết rồi mọi người nhá. Đó, tủ bếp đây. Trong phòng bếp cũng được thiết kế trần thạch cao, rất là thoáng. Đây, phần cửa sổ ở phòng bên trong mọi người ạ. Đây, ở chỗ phòng bếp. Ngoài ra, ngoài cái phần phòng khách, ngoài cái phần phòng bếp thì tầng 1 còn thiết kế một phòng vệ sinh khá là rộng cho quý vị. Ở đây, thiết kế là một chiếc máy bơm nước lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà, một chiếc bồn cầu liền khối, một chiếc lavabo xinh xắn. Phòng cửa phòng nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đứng từ cái khuôn viên trong cái không gian phòng bếp mà nhìn ra phòng khách thì quý vị nhìn thực tế luôn. U là trời, siêu siêu rộng và siêu siêu rẻ cho một cái mức giá, một cái căn nhà thiết kế cả nhà và đất như thế này.
phần ngăn cách giữa cái phần phòng khách và phần cầu thang ở đây thì là có những cái vách lam ở đây mọi người ạ, vách lam gỗ để chắn gọi là phong thủy đấy. Và cầu thang đi lên, mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng, toàn bộ tay vịn cổ trụ cầu thang thì thiết kế là gỗ, toàn bộ là gỗ nha mọi người. Như vậy ngoài mình đã review khá là chi tiết tầng 1 của ngôi nhà rồi, thì bây giờ mời mình theo em lên khám phá tầng tiếp theo. Và mọi người ơi, đây là phía tầng 2 của ngôi nhà, hành lang đi vào rất là rộng. Và ở phía tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước sau, phòng nào cũng rộng. Đây là phòng ngủ đầu tiên, phía bên trong của ngôi nhà. Phòng nào cũng rộng, rất rất là rộng nha mọi người. Đấy. Gạch lát nền kích thước gạch 60, trên phía tầng 2 không thiết kế trần thạch cao, mà chỉ thiết kế trần thường như thế này thôi, nhìn nó cũng rất là thoáng. Cửa sổ ở phía tầng 2 nha mọi người nhá. Đó. Gạch lát nền ở đây là gạch kích thước 60-60. Tiếp theo căn phòng ngủ nữa ở phía bên ngoài. Ôi rộng vô cùng luôn. Quý vị thực tế luôn là quý vị nhìn ở trên video thì nó không thể rộng bằng ở bên ngoài được. Mọi người muốn tư vấn, muốn được đi xem thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà tốt, sẽ có nhân viên đưa anh chị đi tư vấn tận tình để làm sao hỗ trợ anh chị mua được những căn nhà ưng ý nhất. Đó, diện tích 52,2m cho nên thiết kế được hai phòng ngủ rất là thoáng, rất là rộng. Riêng cái căn phòng ngủ này thôi nó cũng phải được tầm 18-20m rồi đấy mọi người ạ. Đó, mỗi một cái căn phòng ngủ này không thôi, rất là rộng luôn. Hệ thống ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt. Cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm mệ Việt Pháp. Thực ra với cái phân khúc giá 2.370.000.000 này, cả nhà và đất cho một cái căn diện tích rộng như thế này thì về những cái phần hoàn thiện ở lên cái căn nhà, từ cái tủ bếp cho đến thiết bị vệ sinh cho đến những cái cửa này thì nó không hoàn toàn là chất liệu cao cấp, nó chỉ ở cái phân khúc tầm trung thôi mọi người ạ. Tuy nhiên thì nó giảm cái giá thành vào cái căn nhà này cho nên quý vị mua được những cái giá nó hợp lý nhất. Đây là cái phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Với phòng vệ sinh ở phía tầng 2 này thì đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị theo từng tầng: bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm, sen tắm cũng như là cái đây, lavabo. Và mời theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như sau. Tầng 3 thiết kế cũng giống hệt như tầng 2, hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau cho quý vị. Đây. Như vậy, lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là căn nhà này đã thiết kế 4 phòng ngủ riêng biệt rồi, siêu siêu rộng. Mọi người ạ, phòng nào cũng rộng. Tuy nhiên thì phòng phía trước nó rộng hơn phòng này một chút. Với cái phòng này thì nó chỉ được khoảng tầm 14 mét thôi, 13-14 mét thôi. Đây là phòng ngủ ở phía tầng 3. Này. Tầng 2, tầng 3 thì không thiết kế hệ thống trần thạch cao cho nên là nhìn vào cái trần thường này nó cũng rất là thoáng nha mọi người. Tuy nhiên về cái độ thẩm mỹ thì nó không đẹp bằng trần thạch cao được. Và đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. 4 phòng ngủ riêng biệt, phòng nào cũng siêu siêu rộng cho quý vị. Rồi là ở giữa các tầng thì phòng vệ sinh thiết kế đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho mình. Ống chờ bình nóng lạnh này, đây. Vắt khăn giàn này, bồn cầu, lavabo. Vậy thì phần tầng còn lại tầng 4 thiết kế ra sao thì mời mọi người chỉ còn một chút nữa thôi để tham quan hết cái căn nhà này thì đừng rời mắt khỏi video nhé. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với phần tầng 4 của ngôi nhà thì bước lên trên phía tầng 4 có một cái ô dính trời cực kỳ là thoáng. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Tầng 4 thiết kế ở đây cho quý vị là hai phần sân trước và sau đều vô cùng thoáng. Chủ nhà bán theo hiện trạng, bàn giao nhà này theo hiện trạng như thế này nha quý vị. Còn hai bên nhà này là người ta về người ta tự làm. Thì với như quý vị có nhu cầu mà làm cái này làm thêm thì nó cũng rất là dễ lắp đặt cho quý vị. Làm thêm cái chuồng cọp cũng như là làm thêm cái mái tôn như thế này. Đây là cái phần để máy giặt này. Đó. Nói chung với cái diện tích sử dụng cũng như cái công năng thì theo Ngọc Ánh nghĩ, nhận định cá nhân nó là quá ok và cái giá bán cực kỳ là hợp lý. Quý vị nào muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin về cái em nhà xinh xắn 52,2m2 này
thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 nhá. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Sắp tới có những siêu phẩm giá cực kỳ rẻ, cho nên mọi người đừng quên nhấn nút subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.